Em review văn nhan thạch cho anh em xem nha. Thạch bội nha, thạch bội nha, làm lắm, rất là lành. Con này là phun đỏ đuôi, đuôi to, vỏ ong, trông này rất là ngon, nhìn mà nha, dễ thuần nha anh em. Anh em chơi thuần là chơi thuần rất là ok đấy, nghĩa là rất là ok đấy. À, mình vừa mới về sáng nay nhé, 11 tháng 11 2022 nhé, mình vừa về sáng nay xong. Em đỏ đen này, em vừa rồi là em phun đỏ, em đỏ đen nhé, đấy, em đỏ đen rất là đẹp. Đấy, anh em xem bộ kết thì ebook em nhé, ok chưa? Cũng thì mình thấy hàng này rất là ok. Em nhìn em thạch này, ngoan lắm ấy, này phun đỏ nhé, phun đỏ đen, đẹp không? Ngoan.